Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các kiến thức cơ bản về SEO cũng như cách ứng dụng SEO vào việc bán hàng tại Shopee để hỗ trợ thêm về hiệu quả tăng đơn. Thì trong video hôm nay chúng ta sẽ đi qua 4 nội dung chính, gồm có là giới thiệu về SEO, SEO là gì và ưu điểm của SEO. Thứ hai là hướng dẫn tối ưu SEO cho trang shop và trang sản phẩm của bạn. Thứ ba đó là tầm quan trọng của review từ người dùng. Và cuối cùng là phần phụ lục SEO. Chúng ta sẽ tổng kết các đầu mục cần làm để đảm bảo tối ưu được cho sản phẩm của bạn theo cái chuẩn SEO tại Shopee. Thì trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về SEO là gì. Chúng ta có cái định nghĩa về SEO như sau. SEO là viết tắt của cụm từ Search Engine Optimization, là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Thì đây là các phương pháp giúp một website hiển thị ở vị trí cao khi người dùng tìm kiếm trên Google. Thì đã biết được là kết quả SEO hiển thị như thế nào thì mình sẽ vào Google để tìm thử một sản phẩm để các bạn có thể theo dõi. Thì đây mình đã có tìm một cái sản phẩm nó tên là Biotin Collagen. Thì các bạn có thể thấy là ở trên cùng những cái kết quả mà nó có chữ AD ở đây, chữ S ở đây, đó là kết quả quảng cáo. Tiếp theo, ở dưới phần kết quả quảng cáo đó là kết quả hình ảnh từ Google. Và cuối cùng, các bạn có thể thấy là các kết quả không có chữ S chính là những kết quả SEO của sản phẩm. Thì cái kết quả đầu tiên là của một sản phẩm tại Shopee luôn, bộ dầu gội xả chống rụng tóc Biotin Collagen 385ml. Thì đây chính là cái kết quả khi bạn ứng dụng SEO cho cái sản phẩm của mình. Vì sao mà chúng ta nên áp dụng SEO cho sản phẩm của mình? Bởi vì thứ nhất, đây là một kênh marketing hoàn toàn miễn phí, sẽ mang đến lợi ích lâu dài cho bất kỳ công ty, doanh nghiệp hay là các nhà bán hàng như là các bạn. Thì mục tiêu của SEO là giúp cho sản phẩm của bạn có khả năng được xuất hiện trên Google, tăng được độ tin cậy của người dùng. Thì từ đó sẽ thu hút được lượng truy cập vào sản phẩm của bạn và cuối cùng nó sẽ chuyển đổi thành đơn hàng. Ngoài ra thì SEO cũng tác động tích cực đến khả năng ra đơn của bạn, bởi vì đơn hàng thì sẽ bằng lượng truy cập nhân với tỷ lệ chuyển đổi. Do đó là lượng truy cập đến trang sản phẩm của bạn nếu mà được tối ưu SEO sẽ khá là đều đặn và hoàn toàn miễn phí. Còn tỷ lệ chuyển đổi của kênh SEO cũng tốt hơn so với các kênh quảng cáo trả phí khác. Thì bởi vì là thường thì người dùng họ đã có nhu cầu mua sắm sản phẩm thì họ sẽ lên Google để tìm kiếm thông tin. Và họ sẽ có xu hướng là click vào những cái sản phẩm được tối ưu cho SEO. Thì hiện tại ở Shopee là mỗi tuần lượng truy cập trung bình vào trang sản phẩm từ các cái công cụ tìm kiếm như là Google thì chiếm khoảng 50% tổng số lượng truy cập. Tỷ lệ chuyển đổi trung bình là trên 2%, mang đến một cái tỷ lệ đơn hàng trung bình cho một shop là khoảng 5 đơn mỗi tuần. Thì ngoài ra các bạn cũng có thể thấy được một cái ví dụ về lượng truy cập của sản phẩm nước súc miệng Bonnie Smoke đã tăng ra sao sau khi là họ áp dụng SEO vào sản phẩm của họ. Thì chúng ta có thể thấy là qua đó là nếu như đầu tư SEO cho sản phẩm của bạn là việc mà bạn nên làm ngay. Cụ thể hơn thì ở Shopee, tối ưu SEO là chúng ta đang nói về phần tối ưu nội dung. Nói đến SEO là nói đến nội dung và là nội dung hữu ích. Thì một nội dung được xem là hữu ích khi bạn có thể cung cấp được thông tin chi tiết đầy đủ về shop và sản phẩm mà mình đang bán. Tiếp theo này, ngoài các thông tin này, bạn cần đặt mình vào tâm lý người mua hàng. Nếu mà đang tìm kiếm thông tin, đắn đo và phân vân về món hàng nào đó thì chúng ta sẽ có những thắc mắc gì? Đó cũng là nội dung mà bạn cần khai thác. Chúng ta nên trả lời, giải đáp được các thắc mắc của người mua. Thì tại Shopee bạn có thể cung cấp được các dạng thông tin hữu ích này thông qua việc là tối ưu các thành phần liên quan đến SEO tại trang shop và trang sản phẩm để đảm bảo là nội dung của bạn sẽ hiển thị chính xác và đầy đủ trên Google. Thì đó cũng là nội dung chính của video ngày hôm nay. Về phần nội dung thì có hai mục bạn có thể tối ưu. Đầu tiên là về phần trang shop và tiếp theo là trang sản phẩm. Trước tiên thì chúng ta sẽ xem qua các mục cần tối ưu tại trang shop. Thì tại giao diện của một cái shop trên Shopee sẽ có 3 phần các bạn cần quan tâm. Đầu tiên đó là tên shop, thứ hai đó là phần hình ảnh và video của shop, và cuối cùng đó là phần shop description, hoặc là chúng ta gọi là phần mô tả về shop ở đây. Thì đây là 3 phần các bạn có thể tối ưu được về mặt SEO. Thì sau đây Hoàng sẽ thao tác trên một cái giao diện tạo shop để các bạn có thể dễ hình dung hơn. Đầu tiên đó là về phần tên shop. Thì một số lưu ý khi mà các bạn đặt tên shop như sau. Chúng ta sẽ sử dụng tên của chính thức của shop và có thể kết hợp thêm cái loại sản phẩm bạn đang bán. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy là mình bán về ly inox thương hiệu là Zebra, thì các bạn có thể đặt cái tên của mình là ly inox Zebra hoặc là ly inox Zebra chính hãng. Nếu mà bạn bán chuyên về trang sức đi, thì một cái ví dụ đó là các bạn có thể đặt đó là trang sức, rồi cái tên shop của mình là Blue Sky đi. Hoặc là bạn bán sản phẩm chăm sóc da thì có một ví dụ khác, đó là ví dụ như là các bạn đặt tên là Love Skin Care. Đây là những cái tên shop mà người dùng họ sẽ dễ nhớ đến shop của bạn hơn.
chúng ta tránh đặt tên shop theo những cái dạng nickname khó đọc khó nhớ, ví dụ như là các bạn đặt những cái nickname ví dụ như spawn rồi gạch dưới như thế này sẽ cực kỳ khó nhớ cho user, hoặc là những sử dụng những cái ký tự nó khó hiểu, ví dụ như chữ linh sai mà các bạn dùng chữ J này đi. Đây mình ví dụ đây là một cái kiểu tên shop sẽ user họ sẽ không thể nhớ được. Rồi về độ dài thì các bạn nên giới hạn dưới 30 ký tự bao gồm cả khoảng trắng. Ngoài ra thì một số những cái từ khóa bạn nên đặt vào tên shop, ví dụ như là shop online, cửa hàng chính thức, store, official store. Thì ở đây mình sẽ đặt tên shop của mình là shop online Lee Enoch Zebra. Tiếp đến là phần hình ảnh và video. Thì các bạn hãy đăng tải những cái hình ảnh và video đẹp, rõ nét và là những cái ảnh video thật về shop hoặc là sản phẩm của bạn. Chúng ta lưu ý là nên chụp trên phông nền trắng hoặc là màu trơn để sản phẩm nổi bật hơn. Chúng ta không lấy những cái hình ngẫu nhiên trên mạng và cũng không chụp trên những cái phông nền mà nó có quá nhiều vật cản ở ngoài sau cái background. Ví dụ như ở đây mình có bốn cái hình, thì các bạn có thể thấy rõ ràng là hai cái hình ở bên này khi mà mình chụp trên nền trắng thì cái ly nó sẽ thể hiện rất là rõ. Còn một cái hình khác mình chụp trên một cái bàn tại nhà thì các bạn có thể thấy đằng sau nó sẽ có rất là nhiều thứ nó làm cho cái ly của mình nó không có thể hiện được rõ lên, và người dùng người ta cũng không có thể nhìn chính xác được cái kiểu dáng của cái ly. Các bạn cũng lưu ý luôn là cái ảnh avatar của shop thì cũng cần phải là ảnh rõ ràng, đơn giản. Chúng ta ưu tiên là sử dụng logo trên nền trơn. Và cuối cùng là phần shop description, mô tả shop, và cũng là một phần quan trọng bởi vì các bạn có thể tối ưu được về mặt nội dung cho phần này. Thì một số lưu ý về SEO đó là nên ghi rõ khu vực, thành phố về người mua. Họ thường là hay tìm kiếm là mua ở thành phố Hồ Chí Minh, mua ở Hà Nội. Ví dụ như cái sản phẩm của mình là ly inox đi, thì họ sẽ có thể tìm là mua ly inox giữ nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là mua ly inox tại Hà Nội. Ngoài ra thì các thông tin như là chương trình khuyến mãi, mã giảm giá dài hạn, khung giờ online để trả lời chat cũng hữu ích cho người dùng. Nội dung tối thiểu là bao gồm 400 chữ, bao gồm cái khoảng trắng. Thì ở đây mình có một cái ví dụ về mô tả shop, mình sẽ copy ra đây để cho các bạn dễ theo dõi hơn. Đây là phần mô tả shop mình đã viết cho shop của mình. Các bạn có thể thấy mình đưa ra những cái thông tin cần thiết và quan trọng nhất, ví dụ như shop ly giữ nhiệt của mình chuyên cung cấp những cái sản phẩm là ly giữ nhiệt, bình giữ nhiệt, nồi inox, ống đun nước, rồi những cái thông tin mà người dùng họ sẽ quan tâm, ví dụ như là địa chỉ shop của mình, rồi số điện thoại để liên lạc, mã giảm giá dài hạn và cái khung giờ như mình đã đề cập là khung giờ online của mình để mình có thể trả lời được những cái thắc mắc của khách hàng. Thì các bạn nên soạn cái này sẵn và các bạn copy bỏ vào đây để tránh những cái việc là sai sót. Thì sau khi đã viết xong, tối ưu xong ba phần này, chúng ta sẽ bấm lưu. Do là mình vừa thay đổi tên shop để làm ví dụ cho các bạn nên là hệ thống nó sẽ không cho mình lưu lại nữa. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể coi được cái shop, nhìn được cái giao diện shop của mình. Đây, đây là giao diện sau khi tối ưu xong phần shop nó sẽ hiện lên như sau. Ở đây là tên shop của mình, ảnh avatar, đây là những cái hình ảnh và video mình đã đăng tải lên lúc nãy. Và đây là cái phần mô tả shop mà mình vừa ví dụ cho các bạn xem, nó sẽ được thể hiện rõ ràng ở phần giao diện bên ngoài của shop tại Shopee. Thì sau khi đã tối ưu cho trang shop, tiếp theo sẽ là trang sản phẩm của bạn, và đây là một trang cực kỳ quan trọng vì chúng ta có thể áp dụng phần SEO lên mô tả cái tên sản phẩm hoặc còn gọi là meta title và mô tả về nội dung của cái sản phẩm đó hoặc còn gọi là meta description. Sau đây là một cái ví dụ mình chụp lại một cái ví dụ thực tế về cái tên sản phẩm của bạn nó sẽ hiển thị ra sao ở trên công cụ tìm kiếm. Ở đây là Google thì các bạn có thể thấy là về tên sản phẩm thì lưu ý tối đa là chúng ta chứa 55 ký tự bao gồm khoảng trắng, và cái phần mô tả sản phẩm là 155 ký tự bao gồm khoảng trắng. Đây bạn có thể thấy cái kết quả đầu tiên là một cái sản phẩm tại Shopee. Thì đây chính là cái tên sản phẩm nó sẽ thể hiện ra như thế này, và đây là cái phần ở dưới mua nước súc miệng hỗ trợ bỏ thuốc lá Bonnie Smoke 150 ml và 250 ml giá tốt. Đây chính là cái phần mô tả sản phẩm. Thì vậy đầu tiên chúng ta sẽ xem qua cái cách tối ưu SEO cho phần tên sản phẩm. Về cấu trúc thì đa phần các sản phẩm online nó sẽ bao gồm là tên cơ bản cộng với thương hiệu cộng với đặc tính sản phẩm. Như vậy chúng ta sẽ có các cái từ khóa tên sản phẩm ví dụ như là áo thun, giày thể thao, từ khóa về thương hiệu ví dụ như là Samsung hay là Sony, và cuối cùng là một số những cái từ khóa mà người mua hàng online họ sẽ có xu hướng tìm kiếm ví dụ như là mới, đẹp, chính hãng hoặc là nhập khẩu. Lý do mà chúng ta sẽ làm theo cái cấu trúc này
là dựa vào cái hành vi tìm kiếm của người dùng. Mình ví dụ như mình tìm một cái sản phẩm là pin sạc dự phòng, thì khi mà mình quan tâm đến sản phẩm là pin sạc dự phòng, tiếp theo mình sẽ tìm hiểu xem là sẽ có những cái thương hiệu nào nó sẽ nổi tiếng cho cái sản phẩm đó. Ví dụ như pin sạc dự phòng thì sẽ có thể có là pin sạc dự phòng của Anker hoặc là Energizer. Rồi tiếp theo nữa là khi mà mình biết được thương hiệu rồi thì mình sẽ quan tâm về cái đặc tính. Ví dụ như mình đang cần một cái sản phẩm pin sạc dự phòng của Anker và nó có cái chức năng là sạc nhanh, thì cái tên sản phẩm mà mình tìm kiếm hoàn chỉnh nó sẽ là pin sạc dự phòng Anker sạc nhanh. Hoặc ví dụ như mình quan tâm về dung lượng đi thì nó sẽ là pin sạc dự phòng Anker 10.000 mAh. Đó là lý do mà chúng ta sẽ chọn cái cấu trúc này để làm cái tên sản phẩm. Thì đây mình có hai cái ví dụ. Ví dụ như là nước súc miệng Bonismoke hỗ trợ cai thuốc lá 250 ml, thì cái phần nước súc miệng này nó sẽ là phần tên cơ bản. Thương hiệu ở đây nó sẽ là Bonismoke và đặc tính của sản phẩm này là hỗ trợ bạn cai thuốc lá với cái dung tích là 250 ml. Tương tự như vậy, ở đây là bút che khuyết điểm Innisfree Mineral Stick Concealer 2 g. Thì bút che khuyết điểm chính là tên cơ bản. Thương hiệu ở đây là Innisfree và đặc tính của sản phẩm này đó là có chất khoáng Mineral Stick và cái dung tích của cái sản phẩm này là 2 g. Mình sẽ tiến hành tạo một cái tên sản phẩm để các bạn có thể thấy được là cái cách làm để nó chuẩn với lại cái hướng dẫn ở trên. Sau đây Phúc Anh sẽ thực hiện tạo một cái tên sản phẩm trên Shopee đúng chuẩn theo cái hướng dẫn trên. Thì như nãy mình có cái shop là về ly inox giữ nhiệt, thì cái tên sản phẩm theo cái cấu trúc mà Phúc Anh hướng dẫn mình có thể là cái tên cơ bản sản phẩm đó là ly inox. Sau đó mình sẽ tiến đến phần thương hiệu, thì ở đây có một thương hiệu khá là nổi tiếng Phúc Anh sẽ làm ví dụ cho mọi người, đó là Yeti. Rồi tới phần đặc tính sản phẩm thì đương nhiên rồi, đây là một cái loại ly giữ nhiệt. Và một cái đặc tính sản phẩm thứ hai cũng được mọi người quan tâm đó là cái dung tích của ly, thì ở đây mình có dung tích là 900 ml. Thì như vậy là bạn đã tiến hành tạo xong được một cái tên sản phẩm theo đúng chuẩn SEO. Thì tại Shopee thì bạn sẽ có thể chọn thêm những cái ngành hàng để bỏ cái sản phẩm vào cho nó phù hợp. Thì ở đây là mình bỏ vào bình nước và bình giữ nhiệt. Sau khi đã tạo xong cái tên sản phẩm theo chuẩn SEO thì các bạn bấm nút tiếp theo để chúng ta tiến đến phần là tối ưu về phần mô tả sản phẩm. Một số các lưu ý khi làm SEO cho sản phẩm như sau. Các bạn lưu ý là chúng ta nên viết một cái nội dung mô tả chi tiết được những cái đặc tính độc đáo của sản phẩm. Nội dung thì chúng ta sẽ viết tự nhiên, chúng ta không đi copy từ nguồn khác. Và một số những cái điều các bạn nên tránh là như mình vừa nói, chúng ta không đi copy những cái mô tả từ nhà sản xuất hay là những cái trang khác, chúng ta không spam từ khóa nhiều lần trong một đoạn văn. Mình chú ý lỗi chính tả và đặc biệt là chúng ta không viết những cái mô tả sản phẩm quá ngắn. Thì để trực quan hơn, các bạn dễ theo dõi hơn, Phúc Anh sẽ tiến hành làm một cái ví dụ thực tế về cái việc là tạo một cái sản phẩm tại Shopee. Như các bạn đã thấy là chúng ta đang tạo cái sản phẩm ly inox giữ nhiệt 900 ml. Thì về từ khóa mà các bạn sử dụng cho cái mô tả sản phẩm thì bạn có thể sử dụng lại cái tên sản phẩm trên này để làm từ khóa. Rồi ly inox giữ nhiệt thì các bạn sẽ quan tâm đến những thông tin nào mà người dùng họ cũng sẽ tìm kiếm khi mà họ mua về cái ly này. Ví dụ như là nó dung tích nó bao nhiêu, chất liệu giữ nhiệt như thế nào, rồi cái công nghệ giữ nhiệt ra sao. Thì trước khi các bạn đặt tay vào viết thì các bạn nên quyết định xem là mình sẽ chia cái đoạn văn của mình ra thành bao nhiêu đoạn chính. Thì đối với cái sản phẩm này Phúc Anh sẽ tiến hành chia nó thành hai đoạn. Đoạn đầu mình có thể đặt cái tên của nó là thông tin chung. Rồi thì như là Phúc Anh vừa đề cập, có thể dung tích của nó, mình đề cập về dung tích. Ở đây là 900 ml. Rồi chất liệu của cái ly này là inox 304 không rỉ theo tiêu chuẩn dụng cụ nhà bếp của Mỹ. Thì để các bạn viết được những cái thông tin như thế này, các bạn phải nghiên cứu về cái sản phẩm mà mình bán, tìm hiểu những cái nguồn thông tin là cái sản phẩm mình nó có những cái đặc điểm gì hấp dẫn người dùng, thì các bạn sẽ dễ dàng viết hơn. Chúng ta không có viết những cái thông tin mà dạng như là lan man mà nó không có liên quan đến sản phẩm. Rồi tiếp theo mình sẽ triển khai thêm một cái là về công nghệ giữ nhiệt. Thì ly Yeti này sử dụng là lớp cách nhiệt chân không hai lớp. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là trên này là một số những cái thông tin về sản phẩm. Ngoài ra thì anh có soạn một cái phần thứ hai của cái sản phẩm này,
đó là về đặc tính của sản phẩm. Thì mình sẽ tiến hành copy nó vào đây để các bạn có thể hiểu được cái cách viết của nó. Rồi thì mình sẽ đi qua cái phần này một chút. Ví dụ như là cái ly này, những chúng ta sẽ có những đặc tính gì đặc biệt. Đó là một đây là một loại ly được nhập khẩu từ Thái Lan, dung tích lớn. Rồi kiểu dáng ly nó đơn giản thì bạn có thể dễ dàng để mang theo, nhất là các bạn học sinh sinh viên mình có nhu cầu di chuyển nhiều thì mình có thể mang theo bên mình. Rồi miệng ly to bạn dễ dàng bỏ đá vào, hoặc là một cái đặc tính khá là độc đáo của cái ly này, đó là cái ly này nó có một cái lỗ có ống hút. Thì đây là một cái mà mình nghĩ là các bạn nữ họ sẽ thường quan tâm, bởi vì thường thì họ sẽ có nhu cầu là sử dụng đồ uống thì dùng là bằng ống hút. Đó, đây là những cái thông tin mà khi người dùng họ mua sản phẩm của mình, họ sẽ quan tâm, thì bạn là người bán, bạn cần phải cung cấp được những cái thông tin này cho họ. Chúng ta sẽ tiến đến điền những cái thông tin khác cho cái phần sản phẩm của mình. Thương hiệu ở đây rõ ràng là mình đang bán ly inox, thì các bạn sẽ tìm kiếm xem có cái thương hiệu mình bán không. Ở đây là có thương hiệu Yeti luôn. Rồi bảo hành ở đây thì ly này mình bảo hành là 1 tháng, giá bán là 199.000, ở trong kho mình có 10 cái. Về cái phần phân loại hàng ở đây là nếu như mà cái mặt hàng của bạn nó có nhiều size, nhiều màu thì các bạn sẽ điền vào đây. Còn ở đây mình khi nào mà khách mua, ví dụ như khách mua mà mình muốn là khách chat với mình để chọn màu thì các bạn có thể không cần phải chọn cái phần phân loại hàng này. Tiếp theo, đây là một phần khá là quan trọng, đó là phần quản lý truyền thông. Thì đây chính là phần mà các bạn có thể bỏ những cái hình ảnh sản phẩm, up những cái hình ảnh sản phẩm của mình lên để cho người dùng họ sẽ nhìn được chính xác cái sản phẩm nó trông như thế nào. Thì như là mình đã có đề cập ở phần trước, đó là chúng ta sử dụng hình ảnh rõ nét tự chụp chụp trên phông nền trắng. Thì đây mình sẽ tiến hành up một số cái hình ảnh về sản phẩm của mình lên. Ở đây mình có 5 cái hình về sản phẩm, thì các bạn lưu ý là mình đều sử dụng là những cái hình chụp trên nền trắng nè, nền trơn nè, dễ nhìn. Thì chúng ta chọn 5 cái này, các bạn bấm open, up nó vào đây. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tới phần một cái phần khá là quan trọng, đó là phần vận chuyển. Cân nặng sau khi đóng gói thì các sản phẩm này của mình sau khi đóng gói sẽ có cân nặng 500 gram. Các bạn cũng lưu ý là điền chính xác luôn cái kích thước đóng gói sau khi mà các bạn bỏ cái sản phẩm đóng gói vào hộp rồi. Thì mình sẽ ví dụ thôi, một con số ví dụ ở đây, ví dụ như là cái của mình nó sẽ là 50 50 50. Tiếp theo là về phần nhà vận chuyển, thì ở đây lưu ý là mình khuyên các bạn là chúng ta nên chọn tất cả những cái nhà vận chuyển ở đây. Lý do là vì khi các bạn chọn nhiều nhà vận chuyển thì người mua hàng họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn, hoặc là họ thích một cái nhà vận chuyển nào đó. Thì khi mà các bạn chọn hết tất cả thì họ sẽ có rất nhiều lựa chọn để cho cái việc vận chuyển cái sản phẩm của mình. Do đó là chúng ta tích chọn hết tất cả luôn. Về cái hàng đặt trước này thì ví dụ như một số sản phẩm trên Shopee người bán họ không có sẵn hàng, rồi bạn đặt họ sẽ order ở nước ngoài về đi, thì nó sẽ có mất thời gian để chúng ta đặt trước. Còn nếu những sản phẩm của bạn là bạn có sẵn thì bạn sẽ không cần phải quan tâm đến cái phần này lắm, bạn để mặc định là không. Còn nếu như là hàng đặt trước thì mình sẽ chọn đồng ý. Thì đây là mình hàng có sẵn nên là đây là chọn, mình sẽ chọn là không. Tình trạng hàng của mình là mới. Và về cái phần SKU sản phẩm thì đây là một cái mã đó, các bạn có thể ghi nhớ được cái sản phẩm của mình. Thì đây mình sẽ chọn là GT 01. Như vậy là bạn đã điền đầy đủ các thông tin để tạo một cái sản phẩm mới trên Shopee, đồng thời là chúng ta đã đảm bảo được cái phần tối ưu SEO cho mô tả sản phẩm nó phù hợp, nó tốt cho người dùng. Thì sau khi xong hết các bước này, mình sẽ tiến hành tạo cái sản phẩm tạm thời ẩn. Nếu như mình bấm nút xem trước ở đây, đây chính là sản phẩm sau khi bạn đã tạo xong trên Shopee, và tối ưu về mặt SEO nó sẽ hiển thị ra như thế này. Phần tên sản phẩm như là mình có hướng dẫn ly inox Yeti giữ nhiệt thời trang, những cái hình ảnh mà mình sử dụng up lên trên để làm cái hình ảnh cho sản phẩm của mình. Rồi phần mô tả sản phẩm mà mình viết thì các bạn sẽ thấy nó sẽ hiện rõ ràng ở đây. Thì đó là một ví dụ về cách để viết mô tả sản phẩm theo chuẩn SEO. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đánh giá của người dùng có tầm quan trọng ra sao.
Sau khi đã viết được tên sản phẩm và mô tả sản phẩm khá chuẩn về mặt SEO thì bạn đã có thể tự tin đăng sản phẩm lên Shopee. Tuy nhiên, để sản phẩm có khả năng xuất hiện trên danh sách tìm kiếm thì ngoài việc nội dung được đầu tư kỹ lưỡng, một yếu tố khác cũng quan trọng không kém đó là đánh giá của người dùng. Nếu mà để ý thì bạn sẽ thấy là khi tìm kiếm một số các sản phẩm trên Google mà có kết quả từ trang sản phẩm của Shopee thì thường sẽ hiện các sản phẩm có số sao đánh giá cao là từ 4 sao trở lên. Vậy thì cái việc có đánh giá tốt từ người dùng cũng sẽ giúp ích được cho việc SEO sản phẩm. Tuy nhiên thì không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ có được những cái đánh giá 5 sao một cách dễ dàng. Ở đây mình có hai cái ví dụ về những cái sản phẩm bị đánh giá khá là thấp, chỉ có 1 sao thôi. Thì ví dụ như là người dùng họ sẽ ở đây họ không hài lòng là vì hàng giao tới bị lỗi, dây sạc lỏng, rồi phải đem tới tận trung tâm bảo hành để được đổi trả. Hoặc là một cái đánh giá khác đó là sản phẩm sắp hết hạn, shop nên nói rõ hơn để khách hàng không mua nhầm. Thì cái việc mà chúng ta thường xuyên kiểm tra những cái đánh giá không tốt này, thật ra thì nó sẽ giúp ích được cho cái trải nghiệm bán hàng tiếp theo của bạn. Bởi vì khi mà các bạn gặp những cái đánh giá này thì các bạn nên tích cực trả lời ngay những cái phản hồi không tốt này với tinh thần là thiện chí. Tinh thần chúng ta cố gắng giúp đỡ khách hàng của mình, chúng ta đề xuất những cái hướng giải quyết để khách hàng họ sẽ có cái trải nghiệm tốt hơn về cái việc là họ mua hàng, mặc dù là mặt hàng có thể là họ không hài lòng lắm. Rồi, ngược lại thì để có được những cái đánh giá tốt từ người dùng thì chúng ta sẽ nên làm gì? Đầu tiên là bạn cố gắng có được cái sản phẩm đúng với là những cái mô tả mà bạn đã viết. Tiếp theo đó là bạn tích cực trả lời thắc mắc những cái từ người mua hàng của mình một cách nhanh chóng. Giao hàng phải thật là đúng hạn, đúng giờ. Rồi cuối cùng là nếu như mà người mua hàng họ thật sự rất là hài lòng về sản phẩm rồi thì mình hoàn toàn có thể là nhờ mình chat với họ, mình nhờ họ cho mình những cái đánh giá tốt, bởi vì mình đã làm tốt cái phần việc của mình rồi. Sau khi đã đi qua tất cả những cái nội dung chính của video hôm nay thì để tổng kết lại, Huynh sẽ cung cấp thêm cho các bạn một cái phần gọi là phụ lục SEO. Thì đây là những cái điểm chính các bạn có thể sử dụng những cái đầu mục này để dễ dàng áp dụng SEO hơn vào trang shop cũng như là trang sản phẩm của mình. Ngoài ra thì một số bạn seller cũng thường có hai cái thắc mắc như sau về việc gắn link từ Shopee về website riêng, và ngược lại thì Phúc Anh cũng xin được giải đáp như sau. Đó là cái thắc mắc đầu tiên là liệu có được chèn link Facebook và website của shop vào phần mô tả shop, mô tả sản phẩm hay không? Thì về phía Shopee, mình xin trả lời là bạn vẫn được dẫn link shop của bạn để tăng uy tín khách hàng. Tuy nhiên thì chúng ta không dẫn link của các đối thủ thương mại điện tử khác và không giao dịch ngoài Shopee để đảm bảo quyền lợi của người mua và cả người bán. Câu hỏi thứ hai đó là chúng ta có được dẫn link Shopee lên website, Facebook và những trang khác của shop hay không? Thì mình xin trả lời là Shopee rất là khuyến khích bạn dẫn link Shopee lên các trang khác của shop và hướng dẫn khách hàng cách thức mua hàng để nhận được những cái ưu đãi hấp dẫn nhất từ phía Shopee. Phần chia sẻ về phụ lục và hai câu hỏi thường gặp trên cũng là nội dung cuối cùng của video hôm nay từ team SEO muốn gửi đến các bạn seller đang kinh doanh tại Shopee. Hy vọng là thông qua video này các bạn sẽ biết thêm được lợi ích của SEO và cách ứng dụng SEO vào các sản phẩm của mình.